như cánh chim ngóng trời lòng lòng vương vấn yêu thương đã hứng giọt mưa nguồn một đời khát khao rút lòng nhà kèn sầu đã muốn hỏi một câu khúc Trên Đỉnh Phù Vân, một ca khúc mà rất là khó, đặc biệt là so với lứa tuổi của bé. Không biết các cô chú giám khảo nghĩ sao ạ? Mời cô Đoan Trang. Con cũng là một bạn rất là tinh tế. Vì thứ nhất là con hiểu được cái ca khúc này. Con hát con cũng biết xử lý chứ không phải không đâu. Nhưng mà do cái sức của con nhỏ quá, cái bài này nó quá cái sức của mình thôi. Cô phải suy nghĩ thêm để xem là với cái đô của con vừa trình diễn vừa rồi nó có hợp lý hay không, hay là nó có một vài cái điểm gì đó nó cũng chưa làm cho cô cảm thấy là hài lòng liền. Linh thì cũng có một chút suy nghĩ cũng hơi na ná như Trang. Cái phần con lên cao thì rất là tốt, nhưng mà cái phần mà thấp, cái phát âm của con nó chưa nghe chưa có rõ lắm. Bài này là ai chọn cho khỏe. Con? Dạ con tự chọn. Đó. Tại vì mình muốn thể hiện mình phải không? Có điều là cái bài này âm vực nó rộng quá. Còn một cái phần nữa, nếu sau này con là ca sĩ thì con phải chú ý về cái dáng dấp của con. Tùy bài để mà con đứng. Những cái bài này không phải là dành cho cái dáng đó. Đó. Con đứng bận áo dài, con đứng mà nhìn con nó khắc khổ lắm kìa. Chú ra khòm mà nhìn con còn khòm hơn chú nữa. Dáng gì tập soi gương để đứng mình nhìn cái dáng cho mình cho nó thanh thoát hơn. Hiểu con gái mà. Ha. Chị em thế
răng 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 tôi lý ôi à kỳ đà răng tôi lưỡi ôi à kỳ đà lý ôi à kỳ đà Wendy, Ngọc Tâm cùng vũ đoàn Chuông Gió. Bây giờ mình nghe các cô chú nha. Mời cô Đăng Trang. Lúc mà cô thấy con trợ diễn cho các bạn ở các tiết mục trước á, thì cô thấy con rất là sắc bén, rất là đanh đá. Tiết mục này là cái tiết mục mà con cần phải có cái độ lúng liếng, cái độ rất là sắc bén đó. Nhưng mà con lại thiếu đi. Không hiểu sao, nguyên một bài con bị lo ra, con không có tập trung, con đi qua đi lại hồn vía, con bay đi đâu mất tiêu à. Giọng con rất là sáng hợp hát dân ca lắm, nhưng mà phải có cái luyến, cái lấy mà mình thiếu cái đó. Ví dụ như là ta ti ta ta ti ta 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 ti ta, nó phải có cái ta da đi đi da đi da, nó phải có đủ nốt như vậy. Cô tưởng đâu câu đầu con hát là ta đi ta ra là đã thiếu nốt rồi ha, thì cô nghĩ là cái đó là do xử lý. Và câu thứ hai, câu thứ ba con lại phải hát luyến để cho khác đi. Nhưng mà từ đầu cho tới đuôi cô ngồi cô đếm, cô ngồi cô canh, thì con câu nào cũng như câu đó thiếu cái luyến đi, thiếu cái độ sâu của cái dân ca đi. Con hiểu không? Và nhớ cho cô, bạn nào cũng vậy, lên diễn là phải tập trung, tập trung. Diễn cho tất cả mọi người xem, thầy, cô, bạn bè ở nhà đang xem mình. Mà mình không có tập trung thì mình bể mất cái phần diễn của mình, uổng quá, đâu có ai cho mình hát lại đâu, đúng không? Con mắt là phải nhìn thẳng, nhìn qua phải là qua phải, qua trái là qua trái, phải sâu sắc vào, chứ không phải vừa hát mà vừa nhìn qua nhìn lại coi bạn đứng đúng chưa, rồi coi câu đó làm sao, coi phải lo cái gì trong đầu, thì cái đó là chưa được. Nghe chưa con? Cố gắng là rút kinh nghiệm hay chưa? Với thêm một cái nữa là hơi. Hát dân ca, bản thân cô là sợ nhất, bởi vì dân ca cần hơi dài lắm, cho nên cái đó tụi con phải tập. Tập lấy hơi thật là sâu để hát nguyên được một câu dài. Thì cái đó thầy cô phải chỉ cho con nha. Rồi, ok. Cảm ơn cô Đăng Trang. Thật ra thì theo dõi quá trình của bé Yến Vi thì tôi biết cái chất lượng của Yến Vi không phải như hôm nay. Nó khi mệt. Hát một cái câu mà cảm thấy mình chưa đúng là mình á, thì tự giận mình luôn á. Cho nên cái sự lo ra và không làm chủ được giọng hát của mình, con đã cố gắng hoàn thành được cái bài hát mà không bỏ giữa chừng là con cũng nỗ lực nhiều lắm rồi. Bởi vì cái giọng của con trong những vòng trước đã được khẳng định thì mới được vô tới vòng này. Chứ nếu mà vòng trước con hát lê lơi kiểu này, con đã không có mặt hôm nay rồi. Cảm ơn các cô chú giám khảo. Và còn tiết mục tiếp theo cũng dễ thương không kém nữa, đến từ đội của Gia Bảo. Chúng ta hãy đến với tiết mục Mẹ là tấm gương với phần trình diễn của bé Cát Vi. Oh yeah. Come on. Alo. Ba hả? Em Tám nè. Trời đất ơi, sao giờ này chưa qua nhà em nữa? Thì chị đem cái tiền của em cho chị mượn á. Đúng rồi, chị nhớ chị đem luôn cái tiền lời luôn nha. Qua đi em đợi được, tiền là em đợi hả? Chị nói sao chị? Có gì đâu ấp úng mà chị cứ nói đi. Chị em không mà giấu cái gì, dạ sao chị? Chị nói sao? Ba ngày nữa chị mới trả. Trời đất ơi bà ba. Rồi bà nghĩ sao vậy? Tôi cho chai phải tôi làm từ thiện đâu mà bà bây giờ bà muốn trả, trả nào trả hả? Tôi nói cho bà biết,
Tiền của tôi là tiền đẻ ra tiền, chứ không phải là tờ giấy. Bà thích mượn thì mượn, muốn trả thì trả. Bà ở nhà đi, tôi qua tôi cào nát nhà bà. Ừ, ở đây đi, tôi qua liền. Con Tám này nói được là làm được, bà đợi nó đi. Cái gì? Tôi qua liền là khỏi gọi. Cô là ai? Cô là đồng minh của bà ba hả? Cô nói đi, tôi không sợ đâu. Cô là ai? Cô là cô của cô giáo của Cát Vy. Cô... cô ơi, giờ không có. Vừa rồi chỉ là sơ suất nhỏ nhỏ của tôi thôi. Ừ, tôi nóng tính á. Không có gì đâu cô. Chuyện tào lao mà. Dạ, xin lỗi cô. Tại tôi nóng tính quá. Dạ, cô gọi tôi có gì không? Dạ, cô. Tôi biết mà. Cát Vy học giỏi giống tôi. Sao cô? Cô nói sao? Có chuyện đó luôn. Được rồi, để tôi về tôi la nó. Dạ dạ, cảm ơn cô, cảm ơn cô. Dạ dạ dạ. Dạ, con chào má con đi học mới về. Vì. Dạ. Nghe má hỏi. Bữa nay con đi học con quậy đúng không? Dạ, dạ con đâu có quậy gì đâu má. Cô đừng có nói xạo. Con đi học con biết ngoan ngoãn, để cho cô giáo gọi điện thoại mắng vốn má. Rồi người ta nhìn vào, người ta nói má không biết dạy con, mặt mũi má để đâu, nhục ơi là nhục. Tại sao vậy hả? Hả? Dạ, con đâu có quậy gì đâu. Đụng tới là khóc, khóc, khóc. Con đâu có quậy gì đâu. Thôi, con không có quậy đúng không? Tại vì má nóng tính quá, thôi con có quậy thì thôi. Đi học con ngoan lắm đúng không? Dạ đúng rồi má, con ngoan lắm. Con không có quậy, con chỉ cho mấy bạn muốn tiền lấy lòi thôi à. Đó, con giúp má. Hả? Con cho bạn mượn tiền lấy lời. Dạ. Rồi con lấy bao nhiêu? Dạ thì hôm nay con cho mấy bạn mượn 10.000 nè. Rồi ngày mai mấy bạn phải trả cho con 14.000 á má. Nó lấy lời còn mắc hơn tôi mà. Mà bạn con nhỏ xíu như vậy mượn tiền làm cái gì? Dạ thì có mấy bạn mượn để mua đồ chơi nè, hoặc là mua chuyện nè. À thôi má hiểu rồi. Cô giáo thấy con đang cho bạn mượn tiền nên cô giáo la con đúng không? Dạ không phải. Chuyện là vậy nè. Hôm nay á là cái ngày mà mấy bạn phải trả tiền cho con á. Mà má biết á, con mới bước tới con hỏi mấy bạn sao không? Sao? Ê mấy bạn, ở đây mình nói nghe nè. Mấy bạn có khỏe không? Mấy bạn có biết hôm nay là ngày gì không? Hôm nay á là ngày mà mấy bạn phải trả tiền cho tôi á. Rất là lịch sự, quá nhẹ nhàng. Vậy bạn con trả lời sao? Mình không có tiền. Được rồi, con sao? Bạn nói sao? Bạn không có tiền hả? Trời ơi! Bà mượn tiền tôi hôm nay không trả hả? Tiền của tôi á là tiền đẻ ra tiền, không phải là cái tờ giấy. Mà bạn không trả cho không không nha. Đồng tiền đi liền úp được. Mấy bạn á, có tin là tôi tới nha mấy bạn. Tôi cào cái nhà của mấy bạn ra không? Hả? Con cá quy này á, dám nói là dám làm đó nha. Còn bây giờ thì tôi tịch thu bút của bạn. Khi nào á bạn có tiền thì tôi không trả cho bạn. Trời ơi, Cát Vy ơi. Má không còn một cái từ nào để nói với con nữa. Con học ở đâu ra cái thói mà con cho bạn mượn tiền lấy lời. Bạn không trả được con lại con siết nợ, con cào nhà người ta hả? Học đâu đó, ai dạy con? Dạ đâu có ai dạy con đâu. Chứ con học ai? Con chỉ đi, con chỉ cho má biết con học ai. Má qua má cào nát nhà nó liền. Ai mà thở đời dạy con cái mà dạy con chỉ đi, ai? Hả? Ai? Đâu, đứa nào đâu, bước ra đây. Con chỉ đàng hoàng, coi má có thấy ai đâu. Dạ con học má. Tại vì con thấy má đi đòi nợ gì ba cũng vậy chứ bộ. Thì tại vì má cũng làm để kiếm tiền nuôi con thôi. Thì ba cũng phải lo cho con của dì ba chứ má. Má biết không, đã mấy tháng nay rồi á, dì ba không có tiền để mà đóng tiền học cho bà Mỹ Ngon rồi đó má. Thôi con, chuyện mình lo, kệ người ta đi. Dạ, con chào dì Tám. Ủa, má con kêu con đem tiền qua cho dì Tám hả? Dạ không, chị? Con không có tiền. Không có tiền qua đây làm chi? Dạ, con qua để con xin lỗi dì Tám. Ủa, tôi cho dai mà xin lỗi là sao? Vậy đi.
Thôi mà Vy, mà nói cho chị Tám biết đi. Không được. Nè, hai đứa làm gì mà to nhỏ mà nói vậy? Cắt Vy cũng bước qua đây. Bạn mới vô mà con đuổi về là sao hả? Con còn giấu má cái chuyện gì nữa? Nói. Dạ thưa má, đã mấy tháng nay rồi á thì bà không có tiền mà đóng tiền học cho bạn Mỹ Ngân. Ngày nào đi học á, bạn Mỹ Ngân á cũng bị cô nhắc nhở la hoài à. Cho nên là con mới nhịn ăn, con để dành tiền á, con đóng tiền học cho bạn Mỹ Ngân mà cũng không có đủ nữa. Cho nên con mới lén lấy tiền của má. Con cho mấy bạn mượn lấy lời. Con định á là gom hết lấy cái số tiền lời đó lại, để lần sau á con cho mấy bạn mượn mà con khỏi phải lén lấy tiền của má nữa. Vậy con biết cái việc mà lén lấy tiền của má là một cái việc làm rất là xấu. Nhưng mà để giúp cho bạn Mỹ Ngon được tiếp tục đi học á thì con không còn cách nào khác nữa rồi má ơi. Má, con sao mà con nhỏ mà con suy nghĩ lớn quá vậy trời. Má chưa bao giờ suy nghĩ được như con. Tại vì con học ở trường á, trường con có câu là lá lành đùm lá rách, cho nên con chỉ muốn làm theo những gì mà con đã học thôi à. Hai đứa nói là đã học cái câu lá lành đùm lá rách ở trong trường đúng không? Dạ. Vậy thì bây giờ á, má muốn hai con học thêm cái câu này nữa, hai con làm được không? Câu gì vậy má? Đó là tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình. Tụi con làm được không? Dạ được. Bây giờ má sẽ dẫn hai đứa con đi chơi. Má ơi, chị Tám. Chim xanh vàng cánh tung bay, bầu trời đông xanh. Trâu ơi đã đồng ăn có cỏ non xanh rờn. Màu vàng kia đã lên cánh đồng, trời dâng ánh dương lúa vàng nắng chiều. Nhà nhà yên vui. Trời đã rạng đông, trâu ơi hãy cùng ta ra đồng cho sớm. Những hạt sương mai còn đông mềm trên cỏ non, mùi mạ thơm non theo gió vào trên đồng. Trăng lặng hay chưa mà một góc trời hồng. Ngày hôm nay con hát rất là ngọt à, mặc dù cái hơi của con tại vì nó đang con đang lớn, nó đang vỡ giọng nó cho nên là nó ngặt. Nhưng con biết xử lý cái ngặt nó đúng chỗ cho nên nó vẫn ngọt ngào. Và một điểm nữa dành cho con, đó là chú đồng ý. Cảm ơn chú Hoài Linh. Mời cô Thanh Hằng ạ. Cô đồng ý á nha. Dạ, cảm ơn cô Thanh Hằng. Và chú Thanh Bạch thì sao ạ? Chú đồng ý. Cảm ơn chú Bạch. Chúc mừng con đã nhận được 3 sự đồng ý từ 4 vị giám khảo. Em chúng ta sẽ gặp gỡ với hai bé đến từ đội của cô giáo Yến Trang. Ở những vòng trước thì hai bé này chọn hai cái dòng nhạc hoàn toàn khác nhau. Lần này thì cô giáo Yến Trang lại muốn kết hợp hai bé với nhau và chọn cho hai bé một cái dòng nhạc hoàn toàn khác với sở trường nào giờ của hai bé. Một cái bài hát thiếu nhi dễ thương, và chúng ta sẽ cùng xem bé Quang Hiểu và bé Bảo Nghi thể hiện phần thi này của mình như thế nào nhé. Sắp tới phần thi của con rồi, con rất là hồi hộp, nhưng mà nhờ có chị Nghi luôn động viên con, và con mong phần biểu diễn của con và chị Nghi sẽ hoàn thành tốt đẹp. Con thương
mình sẽ nghe giám khảo nhận xét ha. Dạ. Dạ mời chú Thanh Bạch. Nếu mình hát đơn ca, mình sẽ có quyền quyết định tất cả những cái bố cục và thậm chí là xử lý cái bài hát theo ý kiến, theo cái phù hợp với giọng của mình. Nhưng mà khi phối hợp với nhau thì mình phải cảm nhận được giọng hát của mình và của người bạn diễn của mình nữa. Điều này nó tăng cái độ khó lên. Tụi con có một sự trải nghiệm trong cái chương trình này rất là tuyệt vời, để tụi con có cơ hội mở rộng nó ra, cái kỹ thuật biểu diễn nữa. Và điều này rất là cần thiết với người diễn viên sau này. Chú Hoài Linh có ý kiến gì với hai con không? Với cái tiết mục này thì hai con đã thể hiện rất là tốt cái bài này. Cảm ơn Nghi và Hiểu. Cảm ơn chú. Cảm ơn giám khảo Hoài Linh. Đẹp quá, quá.
ơn Quách Phú Thành, con đã hoàn thành phần thi của mình. Và cảm ơn các bạn của Vũ đoàn Chuông Gió. Những cái chỗ hát lên cao của con cực kỳ sáng và đẹp bài hát. Còn nữa là con còn diễn xuất làm công tử Bạc Liêu đâu. Con xọt tay túi quần làm công tử Bạc Liêu lại cho mọi người coi coi. Nghe danh công tử Bạc Liêu đốt tiền nấu trứng, tỏ ra mình giàu. À, cái hất mặt á, cái hất mặt rất cái là giàu. Cái điều ở đây huấn luyện viên rất là giỏi, không phải đẩy con lên đến tối đa, biết kềm con lại. Tiết mục này vừa đủ kiềm chế để giọng hát và diễn xuất phối hợp điêu luyện với một dàn vũ công rất là lớn, rất là chuyên nghiệp như thế. Càng ngày con càng tỏa sáng ra, con càng bộc lộ con là nghệ sĩ. Yeah! Mãi lưu truyền cho thế hệ mai sau. Ngay cái ngày đầu tiên chú gặp con khi cái vòng casting đầu tiên, khi con mặc cái áo dài khăn đóng màu xanh, chú đã nói là nhìn con nó lỏng thỏng giống như là mấy ông ở trong cái đi coi đình, mấy ông từ mà giữ đình vậy đó. Chú nhìn con chú thấy thương lắm. Và tới ngày hôm nay con vẫn giữ được cái nét dễ thương đó. Con đã được chăm chút bởi ông Năm. Chú nghĩ ông Năm của con là một người phù thủy và một cái người sáng tạo. Anh có ghi rất là rõ ràng trong này nè Quốc. Hai cái câu hò đầu của con là con đã lấy lòng được chú rồi. Bởi vì con vô cái hai cái hò rất là ngọt. Cảm ơn chú Hoài Linh. Và trước khi mấy cô chú cho điểm á, thì giờ mình lấy lòng giám khảo lại. Đặc biệt là giám khảo Hoài Linh bằng câu hò hồi nãy đi con. Hò uống ngụm nước trong, em nhớ dòng sông Hầu, ăn chén cơm đầy, em nhớ đất Cần Thơ. Hay quá, quá hát ngọt ngào. Hát chuẩn y như là mình nghe mở đĩa. Yeah, đúng rồi. Yeah. Và chú hy vọng rằng sau này con sẽ là một kép chánh của cải lương. Cảm ơn chú Hoài Linh. Chú. Nếu như mà hai câu đó đã lấy lòng được chú Hoài Linh rồi thì điểm số của chú Hoài Linh dành cho bé Quách Phú Thành là bao nhiêu ạ? 10 điểm! Chúc mừng con điểm 10 đầu tiên của đêm nay. Và điểm số từ cô Thanh Hằng. 10! Hai điểm số tuyệt đối của hai vị giám khảo rồi. Còn cô Trang với chú Bạch thì chúng ta sẽ biết sau. Wow! Hôm nay chị Wendy mặc đồ đẹp quá ta. Đẹp không, đẹp không? Đẹp, mẹ chị mới mua. Thiệt không? Thiệt. Ồ, tôi con, tôi cũng tôi đẹp lắm chú bộ. Wow, nay bạn đồ đẹp quá nha. Thì mấy bạn con trai là Hot Boy, còn mình mấy Wendy là Hot Girl. Mà sao nãy giờ không thấy Tâm đâu hết rồi. Không thấy Tâm đâu hết rồi. Tâm ơi. Tâm ơi. Tâm ơi. Chờ mình xíu, mình ra liền. Chào mọi người. Ủa? Sao ủa? Thời buổi này mà ai còn mặc áo bà ba nữa. Quê lắm Tâm ơi. Bạn vô thay lại đi. Thay đầm giống mình nè. Nhưng mà mình thích bận áo bà ba. Thôi, vậy thì bạn đi sau đi, để tụi mình đi trước. Mắc công đi chung với bạn, tưởng tụi mình nhà quê á. Thôi mình đi xin nhờ đi. Ủa, mấy đứa đứng lại, gì kỳ vậy? Em đợi anh chút xíu nha, anh quay lại liền. Mấy đứa ơi. Ủa, bé Tâm, sao con không đi sinh nhật với bạn của con? Con không thích đi nữa đâu mẹ. Con nhà trong em ngủ với lại phơi bánh tráng phụ mẹ thôi à. Sao vậy con? Mà hồi nãy con nói là con đi sinh nhật với bạn con mà. Nhưng bây giờ con không thích đi nữa. Bé Tâm, sao hôm nay con dám lớn tiếng với mẹ vậy? Con xin lỗi mẹ, con thương mẹ nhiều lắm. Nhưng mà con không muốn bạn bè xem thường mẹ, xem thường con đâu mẹ. Nhưng mà có chuyện gì vậy con?
Thì về chuyển cái áo này nè mẹ. Cái áo đèn sao nè? Cái áo này nè, con tính là con bận đi sinh nhật. Mà mấy bạn nói... Mấy bạn nói con sao? Thôi, mẹ đi làm việc đi. Để con á, ru em ngủ bằng chính bài hát mẹ đã ru con ngủ nha mẹ. Cái nhỏ nè, hôm nay thật là không hiểu con luôn á. Có gì đâu mà không hiểu mẹ. Thôi, con ru em ngủ đi nha. Dạ. Em ngủ nha. Hãy ngủ đi em, giấc ngủ no tròn. Em à say nồng, em ngủ cho ngoan. Giấc ngủ ngây thơ, để mẹ ước mơ ấp ủ trên tay. Những đường chỉ mà nếu quê hương áo bà ba kẻ mai giờ con lớn sẽ mặn ngồi nở miệng cười xin phóng thêm chàng qua trong chiếc áo bà bờ tre ruộng lo bình dị đang sao mà gửi thương gửi nhớ của thôn nữ miền quê không biết từ bao giờ. Mẹ gửi vào đây và dẫu mai đây em sống đời nhung lụa em chớ xa rời manh áo quê hương là hình ảnh con đỏ bên nước yêu thương là lưỡi tre xanh là cánh cò trên ruộng lúa là nghĩa là nhân là thủy chung son sắc là nhạc là thơ làm sai đắm lòng người. Cái nhỏ này nè, hôm nay nói chuyện á y hệt với bà già vậy á. Thì mẹ dạy con sao á? Con dạy em vậy. Con dạy em sao nè? Dạ con dạy em vậy nè mẹ. Vất vả trên nương áo dựng bên mình mên cả ân tình che nắng che sương áo dầu đơn sơ cũng đầy thơ áo ở trong mơ để lòng ngừng áo chẳng kêu xa tà như những câu ngò chân chất của quê ta áo bà ba mẹ mai chờ em lớn sẽ mặn mồi nở miệng cười xin sắm thêm vàng quà trong chiếc áo bà ba giọt nắng nghiêng soi hàng trao ngà bông cơn gió trở bình làm cơn sóng thưa mà nó chết rồi hai tình đi con nghe con chim sao hót gieo vương trên cành cao trước ngò và những câu hò miên man trên sông nhỏ tiếng mõ trâu nhịp vàng cua ở đầu thôn rồi mẹ sẽ nhân hồng tươi bếp lửa cho mùi cơm thơm bài nguyện gói sương chiều chị em
sẽ nhớ về xóm nhỏ yêu thương. Áo bà ba mẹ mai bằng ướp dòng, cho tâm hồn con sống mãi quê. Dạ, tụi con chào bác. À, chào các con. Tâm ơi, cho tụi mình xin lỗi nha. Hôm nay á, Tâm bận đồ đi sinh nhật á, là đẹp nhất luôn á. Thiệt không? Thiệt. Áo bà ba đẹp sao mà thon thả, dáng thiệt thà, dân mượt mà như lý tre quê nhà. Khỏe dáng bao ngày qua. Chúng mình cùng đi sinh nhật thôi nào các bạn. Cảm ơn các con. Một lần nữa, tất cả các anh em trong gia đình ông Năm đã hỗ trợ cho tiết mục của một thành viên. Và đặc biệt xin cảm ơn nghệ sĩ Cẩm Hiền. Và đây cũng chính là mẹ của bé Ngọc Tâm. Dạ, cảm ơn chị rất là nhiều đã đến với chương trình này ạ. Dạ, cảm ơn. Cảm ơn các con nha. Tâm, hôm nay đứng đây hát với mẹ con có run không? Hay là có mẹ bên cạnh thì mình tự tin hơn? Dạ, cũng hơi run. Hôm nay như giọng con bị khan hay gì phải không Tâm? Dạ con bị bệnh. Bị bệnh gì nè, mấy ngày rồi? Dạ 2-3 ngày. Trời ơi, hèn chi nghe cái giọng của con nó không có được khỏe như những lần trước ha. Rồi tất cả mọi người sẽ hiểu và thông cảm cho con mà. Mời các cô chú, mời cô Thanh Hằng. Bài ca này nó thông điệp nói về một cái dệt lên cái chiếc áo bà ba của quê hương mình. Rất là hay và rất là có ý nghĩa. Mà cộng thêm hôm nay con hát ca được ca chung với mẹ nữa, đó là một cái niềm kêu bằng là hạnh phúc lắm phải không con? Dạ. Như vậy là cô cũng xin chúc mừng con. Còn cái giọng ca con đừng có lo, tại vì cái bệnh của mình mà cái khan tiếng này nó cũng bình thường lắm, không có sao đâu. Cô chúc mừng con đã thể hiện xong cái bài ca này rất là dễ thương, rất là ngọt ngào. Con cảm ơn cô. Dạ, cảm ơn giám khảo Thanh Hằng. Bài này hữu quốc dựng dễ thương. Cái dễ thương nhất là hai mẹ con xuất hiện cùng trên sân khấu. Tôi thấy dễ thương là bà chị ru quá trời, ru tới ru lui, xong nguyên một nhóm anh em vô đứng ngay cái nồi là sùm hết trơn á trời. Thấy tội nghiệp đứa nhỏ trong nồi hơn. Con đó, con cứ bu lại cái nồi con hoài, đứng và ổng dặn con rồi đi ra đây. Có không, dặn nhưng mà không dặn đâu. Có dặn nhưng mà tại vì lúc đó cháu đang diễn thì đang cái nhóm thần kia ra sớm quá. Hoặc là con nếu mà con xử lý nhanh á là con vừa thấy các bạn á là con phải chạy con trốn đi. Thì các bạn sẽ đi tìm con à, thì lúc đó các bạn sẽ nói và nó sẽ hay hơn. Trên những cái clip bánh tráng này, mẹ con hàng ngày nuôi sống gia đình bằng những cái clip bánh tráng này nè. Đó con. Và con khi con mắc cỡ là các bạn nói con không có áo đẹp rồi này nọ, nhưng đối với con cái chiếc áo bà ba nó vẫn là cái mà con hãnh diện. Dạ cái này chắc có lẽ là phải nói với lại mấy anh em của con á. Mấy anh em của con diễn nhiệt tình quá à, bu vô cái nồi nói như không trốn không người. Nhưng mà cái đoạn mà thích là đoạn tất cả các anh chị em của con hát chung một cái câu đó rất là dễ thương. Còn riêng cái giọng của con ngày hôm nay rõ ràng là con có khan tiếng thiệt, thì rồi nó bị rung. Rồi ráng cố gắng nha con. Dạ cảm ơn giám khảo Hoài Linh. Rồi bây giờ thì con sẽ vào trong, con uống nước chanh nha, chanh muối để kia giữ giọng cho mình. Với lại con sẵn là con chia sẻ cho ông anh hai của con uống luôn nha. Ừ, ông cũng đến cái độ bể tiếng đó. Cái chỗ mà cái câu hát chung mà tự nhiên cái nghe một cái bè trầm thiệt, trầm xuống dưới vậy nè. Áo bờ bờ. Dạ nghe xong muốn xé áo ghê vậy. Cảm ơn con đã mang đến một tiết mục dễ thương. Tiếp theo chúng ta sẽ gặp gỡ với một thí sinh, một cô bé dễ thương của lớp, tài năng nhí, tài năng đặc biệt của Gia Bảo. Cô bé này rất là dễ thương với đôi mắt một mí, giọng hát hay mà còn biết đánh đàn nữa quý vị. Đó là cô bé Quách Minh Minh. Dạ, trước khi thi của con hơi run và con hơi hy vọng là con sẽ làm tốt ạ. Hình xưa ba bé huynh đài
mơ tình yêu, ba khát khao tình yêu, ba yêu con biết bao nhiêu. Khi nghe nhạc con nhẹ nhàng hơn, khi nghe nhạc con là dòng sông, con là cánh đồng, là cánh đồng. Nằm trên khoảng trời mênh mông, như ba chú lúc xưa ba còn thơ. Nào xuống đây, trời ơi cô bé dễ thương của chúng ta, Quách Minh Minh. Không cần nhạc đệm luôn, tự đệm tự hát luôn. Bây giờ thì mình nghe ý kiến của các vị giám khảo. Mời giám khảo Quang Lê trước ạ. Chú rất là thích con đàn. Con học có một tháng mà con đàn như vậy là con giỏi hơn chú đó. Chú học một năm rồi chú vẫn không biết đàn. Chú chỉ biết hát thôi. Thì vừa nghe con đàn, vừa nghe con dễ thương quá. Bây giờ chú phải biết làm sao. Chú chỉ nói câu là chú thích thôi chứ giờ không nói gì nữa. Dạ cảm ơn chú. Cảm ơn chú Quang Lê. Còn chú Thanh Bạch thì sao ạ? Con đã rất là tự tin, rất là nhuyễn, nhịp nhàng, tất cả chuẩn. Và khi con hát con đẹp gấp 3 lần như con đang đứng không như thế này nè. Chứ là con có tố chất nghệ thuật đó. Chúc mừng con. Dạ chú. Cảm ơn các vị giám khảo. Chúc mừng con. Hùng tôi một miếng coi. Trời ơi. Hùng một cái mà tuốn té luôn. Chú Đại Nghĩa ơi, con bao nhiêu tuổi? Con nói cho cô Đăng Trang biết con mấy tuổi nè. Dạ con 5 tuổi rồi. Giỏi không? Trời dạ đàng hoàng. 5 tuổi sao đẹp ngắt gì không? Con nặng nhiêu ký nói cho cô Đăng Trang nghe luôn. Con 21 ký. Hả? 21 ký. Con có biết con cao bao nhiêu không? 80 mấy, 90, 90 mấy gì không biết không? Chắc không đâu ha. Thôi để cô ra làm sao con hỏi mẹ con sao. Rồi, không, mẹ con không có đi theo. Con đi với ai? Chỉ có cậu ba dẫn con đi thôi. Trời ơi. Trời ơi. Cậu ba tên gì? Thì cậu ba là cậu ba. Đúng rồi, cậu ba ở nhà kêu cậu ba. Sao biết tên, cô đang trang kỳ quá. Thôi giờ vậy nè con, bữa nay con tính ca hát, nhảy múa hay làm gì cho mấy cô chú coi vậy? Con diễn kịch làm MC. Trời ơi. Vậy là chỉ cần múa nè. Trời ơi. Coi như là mấy cô chú đây thất nghiệp gì con hết á. Cô chú nôn quá rồi, vô luôn làm đi nha. Con làm sao đây? Được không? Ha. Rồi, chuẩn bị. Chúng ta đến với phần trình diễn của bé Putin 5 tuổi, 21 ký. Quý vị và các bạn, chương trình đã xa nhưng hình ảnh của người lính vệ quốc anh hùng gan dạ vẫn là quan yêu đời, luôn tồn tại trong lòng mọi người. Hình ảnh ấy luôn là nguồn cảm hứng cho nhiều sáng tác trong đó các lĩnh vực âm nhạc. Ca khúc Âm Ba Hân đã nói gì? Lộn rồi. Có hai là lại. Hai, ba. Ca khúc Âm Ba Hân với giai điệu sôi động, vui nhộn và dễ thương của nghệ sĩ Trần Kiết Tường là một minh chứng. Quý vị thân mến, cái khúc Âm Ba Hân đang nói về hình ảnh quyến mẫu có thật của người lính Hứa Hòa Hân quê ở huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu. Nghe đâu bác ấy đã gần 90 tuổi rồi và sống tại Biên Hòa, Đồng Nai. Dù thời gian trôi qua, bác ấy nay đã già, hình ảnh tươi trẻ anh hùng lạc quan yêu đời Âm Ba Hân luôn tồn tại trong lòng bao thế hệ. Ngay bây giờ tại sân khấu này, chúng ta cũng cảm nhận hình ảnh của người lính vui tươi yêu đời là ngày nào qua ca khúc Âm Ba Hân với phần trình bày của Cô Tiên. Sao nhửa đi nữa, nghe nữa cho nó đã. Cái gì đó à? Gì đó thôi. Vậy vậy chứ con nói con biết rồi, nhảy múa nữa nhảy đâu, nữa. Nhảy múa gì? Nếu nhảy nữa. Dạ, múa. Con múa. Đâu múa gì đâu, con múa cho mấy cô chú con. Nón lá. Nón lá. Ê, con có nón lá không? Có nón lá. Chị múa đàn ngắn thôi. Đàn ngắn thôi, múa nhanh quá. Múa nón lá mà có đội nón kết á. Dạ. Một cậu bé 5 tuổi như thế này mà nhớ quá trời thông dẫn tin chuyện, luôn. Dẫn chuyện mà diễn cảm kia lên bổng xuống trầm thấy thiệt là hay luôn vậy đó. Ngồi tập cái bài này lâu không? Dạ lâu. Tập nhiều lắm sao khang tiếng hả? Con bệnh rồi.
Bệnh rồi, rồi hả? Rồi, tội nghiệp con. May quá là con bệnh mà con diễn máu lửa vậy đó. Dễ thương hết sức luôn. Mời các cô chú nha. Mời chú Thanh Bạch. Lứa tuổi của con mà cái văn nó khó, cái nội dung nó dài. Dạ. Chứ đâu có đơn giản, có tên riêng nè, có năm, có số liệu, có quê quán nữa. Thì tất cả những điều đó gom trong một cậu bé 5 tuổi, 21kg như vậy thì vô cùng ngưỡng mộ. Chú Thanh Bạch ngưỡng mộ con rồi đó, không biết cô Thanh Thằng có ngưỡng mộ con không ha? Quá ngưỡng mộ đi nữa, tại vì khi nãy con đọc chuyện có những cái mà con đọc nhỏ nhỏ cô nghe không rõ, nhưng mà những cái nhấn mạnh của con cô hiểu, bắt đầu cô hiểu liền, giống như là cô nghe mà người Tây mà họ nói tiếng Anh vậy đó. Họ nói mình không hiểu, nhưng mà họ nhấn được, họ quơ cái tay đó mình biết họ hiểu họ nói gì rồi. Hay lắm con ơi. Bỏ mỏ xuống. Con cuốn cái mỏ không vô. Nói chung là con rất là thông minh, phải nói rất là thông minh. Thôi bây giờ làm vậy luôn đi cho rồi. Là chắc là vậy đi, chắc ai cũng ủa, vậy, vậy? Con đây cái chuyện đó con rồi quyết định vậy đi. Quyết định vậy luôn đi. Các vị giám khảo đều quyết định chọn con. Chúc mừng cô Tiên. Yeah. Cảm ơn giám khảo đi. Cảm ơn ban giám khảo. Ơi, con sông hiền hòa, chờ đây nước ngọt phù sa. Mai chạy mãi con người, chuyện bao đời sống biết cả, mà sao vẫn trẻ mãi không giờ. Chở nước ngọt về đây cho đồng lúa thêm xanh, cho cây lành trái ngọt, cho những đêm trăng sông nghiêng mình lấp lánh như ánh mắt quê hương luôn khát dòng.
Thưa quý vị, tiết mục ca cảnh Chảy đi sông ơi với sự góp mặt của các thành viên trong lớp dân ca cải lương, dân gian đương đại và vũ đoàn Chuông Gió. Cảm ơn tất cả các bạn. Rồi bây giờ chúng ta giới thiệu tên mình lại một lần nữa cho tất cả quý vị khán giả nhớ nha. Dạ, con tên là Lê Thuy Wendy ạ. Wendy. Dạ, con tên là Nguyễn Trương Thế Thanh ạ. Dạ, con tên là Huỳnh Đặng Ngọc Tâm. Dạ, con tên là Huỳnh Triệu Phú. Dạ, con tên là Lê Ngọc Thanh. Thưa quý vị, mỗi một thành viên trong lớp của ông Năm đều có những cái thế mạnh khác nhau. Và qua từng phần thi thì ông Năm luôn luôn đẩy những cái bé mà có những cái tài năng, những cái điều đặc biệt nhất, tôn vinh cái điều đó lên để cho các bé thực sự tỏa sáng. Và hôm nay là một sự kết hợp tuyệt vời của các thành viên trong lớp dân ca cải lương, dân gian đương đại. Một tràng vỗ tay dành cho tất cả các bé. Xin mời cô Thanh Hằng. Cái gala đã đến rồi thì bây giờ là cô cũng không có lời gì để mà nói hơn nữa là tạm chia tay các con và chúc các con luôn luôn lúc nào cũng học giỏi ngoan, càng ngày càng tiến bộ thêm nữa, càng đam mê bộ môn nghệ thuật cải lương này nữa, thì các con phải học cho thật giỏi để kiến thức của mình thật là tốt hơn nữa, để các con bước thêm một bước nữa. Nếu mà có cơ duyên để gặp lại nhau thì cô hy vọng rằng năm sau, mùa thử tài siêu nhí năm sau, cô sẽ gặp lại các con và cùng các vị giám khảo ở đây nữa. Xin chân thành cảm ơn các con rất nhiều. Cảm ơn. Bữa nay là đêm gala, tụi con đã biểu diễn hết mình. Và chú thấy là bữa nay ông Năm đã chia ra cho các con hát những cái sở trường của mình. Và các con đã làm rất là tốt về cái phần đó. Và một cái điều mà chú cảm thấy rất là vui và rất là hãnh diện về cái lớp của ông Năm, đó là một cái sự đoàn kết. Cái sự đoàn kết đó được thể hiện rất là rõ ràng từ những cái phần thi của các anh chị em ở trong đội. Có lẽ là khó có cái đội nào mà được như vậy. Chú nghĩ là riêng bản thân ông Năm thôi làm một cái đoàn cải lương lại được rồi đó. Và chúc các con được sức khỏe và càng ngày càng tiến bộ hơn, và nhất là càng yêu thương nhau nhiều hơn. Xin cảm ơn nghệ sĩ Hoài Linh. Và bây giờ Thế Thanh ơi, con là anh hai của gia đình đúng không? Anh hai của tất cả các em ở đây. Thì con sẽ đại diện tất cả các anh em nha. Con có đôi điều chia sẻ với tất cả quý vị khán giả, nè, ban giám khảo và ông Năm của mình. Con cũng không biết nói gì hơn là xin cảm ơn tất cả mọi người, tất cả quý vị khán giả, đài truyền hình đã tạo cơ hội cho anh em tụi con được gắn bó yêu thương nhau hơn. Và con mong... sau chương trình này thì còn tụi con cũng sẽ còn rất là nhiều cơ hội gặp nhau, gặp lại những anh em rất là yêu thương nhau và gặp lại ông Năm, một người thầy tụi con rất là yêu thương. Cảm ơn tất cả các con nha, và chúc cho các con sẽ thực hiện được những gì mà các con mong muốn, những ước mơ của các con sẽ trở thành hiện thực trong một ngày gần nhất. Một tràng vỗ tay dành cho các học trò nhí của nghệ sĩ ưu tú Hữu Quốc. Happy birthday to me, 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 happy birthday to me. Mi 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 ma 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 ma, mi 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 ma 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 ma. Giờ này chưa có ai luyện thanh tí cho nó thanh mát cả cổ. Có người mời vào. Chúc mừng sinh nhật bạn. Ôi trời ơi, to thế, cảm ơn bạn nha. Chúc mừng sinh nhật bạn. Ôi trời ơi, bự thế, cảm ơn bạn nha. Chúc mừng sinh nhật bạn. Ôi trời ơi, lớn thế, cảm ơn bạn nha, mời vào. Trời ơi, bữa nay có hoa nữa à. Cảm ơn bạn nha, mời vào. Trời ơi, mập thế. Chúc mừng sinh nhật bạn. Mà còn món quà bìa thế. Thôi được rồi, miễn sao có được, mời vào. Chúc mừng sinh nhật bạn. Thế quà đâu? Vui thôi. Ừ thì vui. Vào, vào, vào. Hôm nay mình muốn đãi các bạn ăn.
hôm nay các bạn đi ăn sinh nhật mình mà các bạn buồn thế. Tốn kém quá. Nhưng mà vui. Thôi, mời các bạn vào tiệc nào. Mẹ của bạn đâu Khang? Mẹ mình bận rồi nên không ở nhà dự sinh nhật với mình được. Ủa gì kỳ vậy? Sinh nhật bạn mà mẹ mày. Thôi! Các bạn ăn đi này. Ăn đi này. Hỏi là vậy bố của bạn đâu Khang? Ừ thì bố mình. Thôi câu hỏi này khó quá. Bỏ qua đi. Trôi qua đi. Bỏ gì? Không có bố gì cả. Nhìn gì? Bố mình nói là không có bố. Bố mình nói là nghe không có bố. 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 Rồi nè con. Con trai của mẹ. Nhớ con quá hả? Sao con có nhớ mẹ không nè? Dạ nhớ. Dì Vú đâu rồi con? Dạ dì Vú trong nhà. Dì Vú trong nhà hả? Dạ. Có nhớ mẹ nhiều không? Dạ nhớ mẹ nhiều. Nhớ thì sao nè? Con chị cưng của mẹ. Lại đây, lại đây. Mẹ hỏi coi mấy bữa nay á con đi học rồi thầy giáo bảo dạy con cái gì nè? Dạ thầy giáo bảo dạy con nhiều điều vui lắm. Ủa, con, hôm nay là ngày gì mà bánh sinh nhật rồi quà nhiều quá vậy con? Mẹ không nhớ sao, hôm nay là ngày sinh nhật của con. Mẹ ơi, hôm nay mẹ ở nhà chơi với con nha mẹ, mẹ hứa nha mẹ. Khang nè, mẹ xin lỗi con, mẹ quên mất ngày sinh nhật của con. Bây giờ mẹ thay đồ, rồi mẹ nấu thật nhiều món ngon cho con ăn, con chịu không? Nha. Yeah, hôm nay mẹ ở nhà chơi với mình rồi. Lần đầu tiên mẹ ở nhà dự sinh nhật với mình. Happy birthday to me. Happy birthday to me. Vui quá. Alo. Dạ em nghe. Hả? Trời ơi, hôm nay lịch diễn hả? Trời ơi em quên mất tiêu. Em xin lỗi. Anh nói mọi người đợi em đi, em chạy tới liền. Dạ, em xin lỗi mọi người nha. Dạ. Ơ, sao kỳ vậy gấu? Sao hôm nay mẹ hứa mẹ ở nhà chơi với mình mà gấu? Không biết hả? Mẹ lại không giữ lời hứa gì nữa hết rồi. Chết hết rồi, trời ơi, lịch mà mình quên mất tiêu rồi sao bây giờ? Trời ơi, chết rồi. Mẹ! Hả? Con à? Khang à? Mẹ lại đi nữa hả? Mẹ có lịch diễn. Bây giờ mẹ phải đi liền. Mẹ xin lỗi con nha. Tối mẹ về, mẹ nấu thật nhiều món ăn cho con. Mẹ nhiều quà cho con nha Khang. Mẹ lại không giữ lời hứa gì nữa hết rồi. Mẹ có biết hôm nay là sinh nhật của con không? Con chưa bao giờ được mẹ dẫn đi chơi. Nhưng cứ bạn của con, nhưng ngày sinh nhật được bố mẹ dẫn đi chơi vui lắm mẹ à. Còn con thì sao chứ? Mẹ có biết hôm nay các bạn hỏi con chuyện gì không? Các bạn hỏi con là bố bạn đâu hỏi Khang. Vậy thì bố con đâu hỏi mẹ à? Ừ.
phải lo công việc. Mẹ không quan tâm, mẹ không chăm sóc cho con. Cả ngày sinh nhật của con mẹ cũng không nhớ. Mẹ xin lỗi con Khang ơi. Khang à, mẹ xin lỗi con. Con đừng giận mẹ nghe. Mẹ yêu con lắm Khang à. Alo. Dạ. Dạ em xin lỗi anh. Hôm nay là ngày sinh nhật của con em. Em không thể bỏ con em được. Bố của con em mất sớm. Nó rất cần tình thương của em. Em xin lỗi. Em xin lỗi anh. Em xin lỗi. Khang ơi, mẹ hứa với con từ nay mẹ sẽ bớt công việc, mẹ sẽ chăm sóc cho con nhiều hơn. Con tha thứ cho mẹ nghe Khang. Mẹ yêu con. Con yêu mẹ. Chúng con lúc nào cũng cần tình thương của bố và mẹ. Con trai của mẹ. Con yêu mẹ. Chúng ta vừa thưởng thức tiết mục món quà sinh nhật của bé An Khang. Cảm ơn các bạn nhỏ của vũ đoàn Big Baby và nghệ sĩ Như Huỳnh. Khang ơi, đến đây với chú nào. Ôi, tiết mục của con vừa vui mà cũng nhiều cảm xúc quá. Không biết là lúc thầy Gia Bảo tập cho con tiết mục này, thầy Gia Bảo có khó khăn hay vất vả gì không? Dạ, chắc thầy Gia Bảo xúc động lắm á. Sao vậy? Dạ, tại vì lúc đầu là con vui thì lúc cuối là con khóc. Nhưng mà lúc đầu là chắc thầy Gia Bảo vui. Nhưng mà lúc con cũng không biết Ý con nói là thầy Gia Bảo là cũng hòa chung cảm xúc với con luôn. Lúc con vui thì thầy vui, lúc con khóc thì thầy cũng buồn theo, đúng không? Có phải giọng thầy Gia Bảo? Trước tới giờ đó thì tất cả mọi người đều biết đến bé An Khang giống như là một cái kho tàng của YouTube. Có nghĩa là bé An Khang chỉ biết xem lại của một người khác và diễn theo cái công thức đó, chứ không có biết tự mình biểu diễn một cái nhân vật. Thì cái số vừa rồi thì bé An Khang lại lần đầu tiên đến với thử tài siêu nhí, cho mọi người thấy được cái khả năng của mình là khả năng ca hát. Và bé đã ca rất là tốt. Rồi qua cái số này thì bản thân em muốn cho bé An Khang diễn bi. Và đó là một cái mà chưa bao giờ bé An Khang diễn được. Và trong cái tiết mục này thật sự rất là khó tập cho bé. Tại vì lần nào bé tập, bé cũng rất xúc động. Tại vì bé An Khang không có bố. Thật sự 8 tháng tuổi không biết bố là ai hết. Cho nên khi mà nó tập cái tiết mục này lúc nào nó cũng khóc. Và tất cả mọi người cũng có mặt ở đó cũng rất là xúc động. Thì đó là cái mà Gia Bảo muốn chia sẻ với mọi người. Đây là một cái câu chuyện nó xuất phát từ câu chuyện thật của bé An Khang. Cảm ơn Gia Bảo. Con cảm ơn chú Gia Bảo. Thôi bây giờ con muốn qua giám khảo nhận xét ạ. Rồi mình sẽ nghe giám khảo nhận xét nha. Mời cô Thanh Hằng. Lúc đầu thì con cũng làm cái vẻ giống như là cũng cười, cũng giống như là những cái lần trước con đã thi rồi. Nhưng mà cái cảm xúc nhất là bằng trái tim, bằng cái thật lòng, mà cái một cái hồn nhiên của đứa con nít nó thoát ra từ lúc mà con không có bố đó. Vậy sao mẹ không ở nhà với con sinh nhật con mà mẹ không ở nhà với con? Tại cái đó là con nói bằng tự trong mặt cái trái tim của con nói ra, cho nên nó làm cho cô cũng phải khóc theo con luôn vậy đó. Mà hình như là cả khán phòng này chắc cũng có người khóc đó, phải không quý vị? Có phải không quý vị? Chắc là cô buồn lắm phải không cô Thanh Hằng? Hả? Lúc đầu là con chỉ là cô buồn lắm, cô khóc, cô xúc động, cô khóc xong rồi cô vui phải không? Đúng cô rồi. Cười. Nó mình là người diễn viên trên sân khấu thì khóc cười cười khóc. Người ơi, mong đem tiếng hát lời ca cho đời. Đó là vậy đó. Cảm ơn cô Thanh Hằng. Con cảm ơn cô Thanh Hằng. Hôm nay con có thay đổi, tức là con có cái sự tiến bộ trong cái cách diễn của mình. Con không phải rập khuôn một ai cả. Và đối riêng với Khang thì con chuyển đổi tâm lý giỏi nhưng hơi nhanh. Mà cái trong cái nhanh của con á, con còn kéo lại được là cái lúc mà con vừa ngồi xuống con ôm con gấu, con vừa lấy cảm xúc là con khóc, con nghe tiếng bấm chuông, ô mẹ về, là con chùi nước mắt liền. Nếu lúc đó con không khóc thật, con chỉ diễn thôi, nhưng cái hành động chùi nước mắt của con, cái tích tắc như vậy thôi, là khán giả nhìn vào thì cũng cảm thấy là con đang có cảm xúc. Con cảm ơn chú Hoài Linh. Cảm ơn các vị giám khảo. Con kính chào ba giám khảo. Con tên là Đặng Minh Sang, con 9 tuổi.
Con xin hát bài Thu Một Người Dân. Một người dân, đôi khi con nghĩ có tên, đôi khi con nghĩ cho mình, giúp người xa cơ nào muốn tra ơn. Mà tại sao ba anh em một nhà chung một dòng máu xanh, nhau đủ đều rào chiếc đón sao? Chú Thanh Bạch đã đồng ý. Cô Đoan Trang thì sao? Con phải xuất hiện một bài hát phải hay hơn nữa, phải hợp với con hơn, tập trung hơn, sâu sắc hơn nha con. Okay. Yeah. Cái cảm xúc của con đó, nó hợp với lại những cái bài đó. Cảm ơn con nhiều lắm. Con cố gắng. Còn đối riêng với chú thì chú để này coi thử con may mắn lần sau rần rần hơn không nha. Xem như đây là một cái sự khều của chú Linh, cái sự nhắc nhẹ của chú Linh với con. Hy vọng rằng tuần sau, lần sau con sẽ tốt hơn nha. Định xâm chiếm nước ta, rồi đây bão cảnh tóc tan phủ trùm lên quê hương Đại Việt. Không, không, ta không thể để nước ta chìm trong máu lửa. Toàn muốn được hội bàn để tìm kế chống giặc Nguyên Mông. Chuyện gì? Chuyện gì mà làm náo loạn cả bến Bình Thang, nơi mà hoàng thượng và các vương hầu đang họp bàn chuyện đại sự? Cớ sao ngươi lại đến đây gây náo loạn vậy hả? Trần Quốc Toản xin được tham gia hội nghị cùng vua và các vương hầu để góp sức mình ra tay chống giặc. Phép nước kỷ cương đã rõ ràng, hãy về mau, không thôi á thì bị phạt. Tuổi của nhà ngươi còn quá nhỏ thì biết chi chuyển nước nhà. Tình yêu nước không phân biệt trẻ già trai gái, tuổi nhỏ nhưng trái tim luôn sôi sục máu căm hờn quân giặc. Rèn luyện võ nghệ, mong được góp sức mình ra tay chống giặc xâm lăng. Thôi, hãy về đi. Về mà lo chuyện học hành. Còn không thôi, phép nước sẽ không tha. Toàn không phải là trẻ con, toàn muốn được góp sức mình để ra tay đánh giặc giữ sơn hà. Hoàng thượng gia lâm. Hoàng thượng giảng quy. Bình thân, có chuyện chi náo loạn nơi đây trong khi ta và các vương hầu đang họp bàn chuyện nước nhà? Dạ kính thưa hoàng thượng, toản muốn được họp bàn chuyện đánh giặc Nguyên Mông. Chẳng hay em ta năm nay được bao nhiêu tuổi? Dạ 15. 15? Em hãy về lo chuyện học hành, chuyện nước nhà đã có ta và các vương hầu lo liệu. Dạ kính thưa hoàng thượng, tuổi nhỏ làm việc nhỏ tùy theo sức của mình, như toản đây cũng muốn góp sức mình để ra tay chống giặc. Tại sao em lại có suy nghĩ như vậy? Dạ như thanh giống năm xưa loại trừ giặc ân, dạy sách dương cao quân thù kiếp kinh, làm rạng danh sư sơn, là người con đại diện thân thương, không thể nào lặng im. Vậy hôm nay em cất công lặn lội à, dưỡng đường xa đến bến Bình Thang, ngoài ước mong được tham gia cuộc họp. Vậy còn điều chi em hãy nói. Thôi được, ta cho em một quả cam này. Cam gió xanh
nhưng ngon ngọt vô cùng. Con muốn được lụm bạc, nào có cần gì ngon ngọt của cam. Dẫn nước lâm quy sao nỡ đứng nhìn. Thôi em chớ có dỗi hờn, mà hãy về lo chuyện bún nghiêng. Hoa thương ơi, xin người hãy nhận đây là trái tim nồng nàn tình yêu non nước. Bầu nhiệt quyết sụp sôi trước nguy cơ quân thù xâm lăng, thì gia nào toán an tâm trước sự hung hăng bạo ngược của quân thù. Tuổi 15 toàn đã hiểu được ngọn ngành, xưa phụ động thiên dương đã làm nên chiến tích, quyết giữ gìn gương hổ non sông thì có khác gì khi toàn đã luyện được võ văn, tập hợp anh em nguyện cùng sông trần. Tuổi tuy nhỏ nhưng tinh thần không nhỏ, quyết xả thân cứu lấy sơn hà. Gương thay gương sáng ngây thơ của người thiếu niên, bao năm ôn nhuận đèn xanh lời em chân thành. Vì biên cương khôn nguy vô cùng mà em đây quyết tâm, thôi thì em nhé đừng để mẹ hiền trông mong. Giữa lúc này mà bắt ta phải dùng cam, như trẻ nhỏ thèm vị ngon ngọt từng cây trái. Không hoàng thượng ơi, lẽ nào người lại không cho toàn được sống pha nơi chốn xa trường. Hoàng thượng, quá cảm ơn. Hiện giờ ta chỉ muốn cùng quân đại diện đánh tan loài giặc dữ. Đất nước còn không còn ta cũng được, đất nước không ta có cũng bằng không. Cờ tung bay lòng gió, nội gương bố tiên bao đời. Cứu lấy quê nhà, lên núi quân nguyên tràn sáng. Quyền cùng non nước, lòng con trung hiếu. Trời Nam xứng danh con đồng tiền. Lòng con trung hiếu, trời Nam xứng danh con rồng. Thưa quý vị, chúng ta vừa thưởng thức trích đoạn Trần Quốc Toản rao quân với bé Ngọc Tâm cùng sự trợ diễn của hai nghệ sĩ Minh Trường, Nam Trung và vũ đoàn Chuông Gió. So với tất cả những vai, những bài mà con đã làm cho đến thời điểm này, con sẽ gây một sự ngạc nhiên rất là lớn. Vũ đạo rất là khó, văn phong, khẩu khí để thể hiện một vai nam Trần Quốc Toản ở đây, con đã có một cái niềm tin rất là lớn về điều đó được thể hiện trong từng câu, từng chữ và động tác rất là dứt khoát. Và con luôn luôn nhớ điều này và không bao giờ con quên, con đang là con gái mà con đang là nhân vật. Và cái điều đó, con đã làm một cái đường dây xuyên suốt và diễn rất là chi tiết, từ ánh mắt
đến cử chỉ động tác và kết hợp với vũ đạo văn phong, con làm thành một cái nhân vật làm say đắm lòng người, mọi người không thể rời mắt được vào nhân vật và cảm nhận được tinh thần yêu nước. Mà cái này là cái khó nhất, ngoài vũ đạo ra, ngoài văn phong ra, con thật sự là con yêu mến quê hương đất nước thì con làm mới được, chứ con không thể diễn mà trong lòng con không yêu. Và tình yêu đó con chạm đến trái tim của tất cả mọi người. Con xuất sắc, con giỏi lắm, con tuyệt vời nhất cho đến thời điểm này. Cảm ơn giám khảo Thanh Bạch. Quá trời những lời khen tặng từ giám khảo Thanh Bạch dành cho con. Thế còn chú Hoài Linh thì sao ạ? Cái thần ở trong con mắt con á, rất là hào khí, một cái sự yêu nước mãnh liệt, con đã thể hiện được ở trong vai của Trần Quốc Toản. Thật sự ra thì chú không nghĩ là con đảm đương cái vai này nổi đâu. Khi mà chú gặp con ở ngoài, con nhẹ nhàng mà con thấy con im ắng lắm kìa. Chú không có thấy con mà mắt con mà dữ hừng hực như vậy đâu. Chú phải khen một cái điều này này, là cái người mà dàn dựng cho con á, tức là ông Năm của con á, rất là khôn khéo. Những cái đoạn mà khán giả vỗ tay con á, là những cái đoạn mà ông ấy biết con yếu. Con là nữ mà còn nhỏ nữa, con không có thể nào nhấn được cái điểm đó mạnh, thì ông thả cái nhạc vô cái đùng, người ta vỗ tay liền. À, ông này ông quỷ chứ không phải ông người phàm đâu con. Cảm ơn giám khảo Hoài Linh. Xin chúc mừng Ngọc Tâm với Trần Quốc Toản, quá tuyệt vời. Cảm ơn các vị giám khảo. Thưa quý vị, mừng con. Chúc mừng Phương Chi. Bây giờ con có thể vào trong để chờ kết quả nha. Mời con có thể vào trong nè. Việt Nam tôi đó, quê hương tôi sông núi nghìn trùng. Việt Nam tôi đó, có mẹ già có mái tranh xiêu. Việt Nam tôi đây, có màu xanh đồng lúa thơm vàng, có cánh diều mơ ước tuổi thơ, lời ru hời nhịp vọng đong đưa. Việt Nam tôi hỡi, nhớ cháu ơi tiếng khóc nghẹn lời. Việt Nam tôi hỡi, đã bao lần súng nó bom rơi. Việt Nam tôi đây, người khóc than vẫn nở nụ cười. Người bước đi xa mãi một thời, những ngàn lời vẫn nhớ Việt Nam. Việt Nam, Việt Nam, Việt Nam tôi đã bao lần thời binh khói. Nước Việt Nam vẫn hiên ngang nòi giống lạc hồng. Nước Việt Nam vẫn còn đây con cháu tiến dần.
đau trong con người còn dòng máu Việt Nam. Đất Việt ơi, xin muôn đời ta nghĩa an sao. Dù nơi đâu xa quê hương vẫn nhớ quê nhà, nhớ Việt Nam lòng thiết tha dáng vóc mẹ già. Cảm ơn mẹ cho con được là người Việt Nam. Cảm ơn mẹ cho con được là người Việt Nam. Chúc mừng Thái Hà đã hoàn thành phần thi của mình. Bây giờ chúng ta sẽ lắng nghe phần nhận xét từ ban giám khảo nha. Xin được mời cô Ốc ạ. Trời ơi, cô phục Thái Hà quá à. Con tập trung và con nghiêm túc theo dõi tiết mục của con, không thể rời mắt được luôn. Không dám lít ngang lít nhọc thì cô không có muốn bỏ qua bất kỳ một cái khoảnh khắc nào của con trên sân khấu. Và muốn được tận hưởng cái giọng hát của con. Con hát live hay là con thu đĩa vậy? Con có cảm giác giống như là thu rồi phát lại á. Trời ơi, nó trong mà nó không có một cái lỗi nào luôn á. Gần như là hoàn hảo luôn. Chỉnh chu đến mức mà đáng ngạc nhiên trong cái tiết mục này. Xin hỏi thầy Quốc Đại là cái việc tập tiết mục này cho bé Thái Hà nó đã diễn ra như thế nào ạ? Ở vòng trước nhận được cái sự góp ý của ban giám hiệu là con quá buồn. Vòng này thì nhiệm vụ của thầy là phải lột xác cho con. Cả hai bài hát đối với con đều hoàn toàn mới. Nhưng mà khi giao bài thì con rất là thích. Con hôm nay đã làm thầy tự hào về con rất nhiều. Con cảm ơn thầy ạ. Xin mời thầy Đại Nghĩa ạ. Câu chuyện về Trần Quốc Toản cũng là một câu chuyện quen thuộc với tất cả chúng ta. Ở đây bản dựng cũng không hề mới. Nhưng mà cái điều ấn tượng nhất của chú giống như cô Ốc cho nên là cái giọng hát của con thôi. Mới có câu đầu tiên con cất lên là trời ơi, chú nghe là chú sẽ thích rồi. Và sau đó những cái câu con hát tiếp theo không phải chỉ là nó hào hùng, mà nó còn có cái sự tình cảm, cái sự ấm áp, cái độ ngân trong cái giọng của con. Và những cái nốt cao con hát rất là sáng và rất là tròn trịa. Từng chữ một con hát, dù là nốt cao hay nốt thấp, chú Nghĩa đều nghe được hết. Chúc mừng con. Con cảm ơn thầy ạ. Giọng hát của con vô cùng là giá trị. Cái rung của con rất là hay, ngọt ngào, tình cảm. Nhưng mà cũng có những cái lúc đẩy cao trào lên, giọng rất khỏe và rất vang sáng. Và để có được điều đó, phải nói thực sự là công của thầy Quốc Đại của con. Công chọn bài, công chuốt tất cả những cái lỗi. Bởi vì so với cái tuần trước cho tới bây giờ, con hoàn toàn khác.
bài này mượt mà hơn, nuột nà hơn, câu chữ hơi hám, đàng hoàng tử tế. Để tất cả những gì diễn ra trên sân khấu chỉ nổi bật nhất là một mình con thôi. Có một điểm cộng là khi mà con đi ra, con bước ra với một dáng vẻ rất là oai hùng. Và cô chúc mừng con cho cái tiết mục rất là thành công vừa rồi. Xin cảm ơn cô ạ. Thưa quý vị, ngay bây giờ sẽ là phần dự thi tiếp theo ở vòng tài năng tỏa sáng. Thầy đang nghĩ nãy giờ ngồi ở trên ghế mà như khớp con ngựa ô vậy đó. Không mới có thay... khớp với con chứ không phải con ngựa. Chứ không phải khớp con ngựa mà là khớp với con. Trời ơi, con bé nó nhỏ xíu mà sao nó hát máu lửa sung quá, hay quá. Con mấy tuổi rồi Trâm Anh?
Dạ, năm nay con 8 tuổi rưỡi. 8 tuổi rưỡi mà sao nhỏ xíu vậy? Ngày ăn mấy chén cơm? Dạ, ngày 3 bữa. 3 bữa, 1 bữa. Một bữa mấy chén? Một bữa là 1 chén. Chú Nghĩa dòm tưởng con chắc cũng chừng 5 tuổi hay là 6 tuổi thôi, chứ không nghĩ là con tới 8 tuổi rưỡi. 8 tuổi rưỡi rồi, lớn quá trời lớn luôn. Cái bài này thật ra nó không phải là dễ hát đâu. Chú Nghĩa từng hát bài này rồi. Chú Nghĩa biết cái nhịp nó cũng khó, mà cái lời nó nhanh, nó nhanh 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 liên tục, mà từ lời này qua lời kia nó cũng giống giống nhau. Mà một cô bé 8 tuổi rưỡi như con, con nhớ được hết cái lời ha, rồi con nhớ đúng cái nhịp, cái tiết tấu, rồi đứa con hát cho trọn vẹn cái bài này là một cái điều mà chú Nghĩa cảm thấy khớp với con lại vậy luôn á. Chỉ có một cái điều duy nhất chú Nghĩa hơi tiếc chút xíu thôi. Khi con diễn cái bài này, con ít có giao lưu với mấy cô chú xung quanh, và đặc biệt là hai cái con có vẻ như con ngựa phía sau lưng con đó. Nhìn không biết đó là con gì luôn con, nhưng mà nói chung mình biết rằng đó là hình tượng của hai con ngựa. Và nếu như có những cái nhân vật nào hỗ trợ cho mình như nhân vật hai con ngựa vừa rồi á, thì mình cũng quay qua mình diễn với hai con ngựa cho cái tiết mục mình nó thêm sinh động con ha. Cảm ơn chú Nghĩa. Bạn trong anh hát là cô Hốc thấy thầy Cường ngồi bên kia mặt căng tập trung. Hiểu mà, thương giống như thương con đúng không thầy Nam Cường? Rồi em tưởng em đi thi không á. Lo cho đúng không, mà gặp bài này khó quá. Và cô Ốc nghĩ là bài hát này khi lên sóng cũng là một cái màu sắc rất là mới. Vì bài này thường người lớn hát á thì nó khác, nhưng mà qua con nít hát mà lại có thêm cái phần sáng tạo là thấy hai người, xong cái sau là con không biết à nha. Có hai người, con không biết à nha. Rất là dễ thương và nó là điểm nhấn của bài này. Và cô chúc mừng Trâm Anh với tiết mục này nha. Cảm ơn cô Ốc. Cô thấy là ở con có một cái bản lĩnh rất là tốt trên sân khấu. Có những cái đoạn con hát á mà nó cao quá, con xuống tấn để con thấy lấy cái hơi, nó hỗ trợ cho con thêm. Thì đó là những cái điều cũng rất là chuyên nghiệp á con. Cố gắng hơn nữa nha, nếu có cơ hội vào vòng trong ha. Dạ, thầy Cường thấy phần thi của bé như thế nào ạ? Thì Trâm Anh đã khá hơn rất nhiều so với lúc mà mình tập với nhau. Trâm Anh làm máu lửa hơn, gằn ghiếc này kia nó cũng nét hơn những lần trước. Con là một trong những bạn gọi là bản lĩnh nhất ở trong lớp của mình. Cho nên là khi mà con ra thì thầy không có quá lo lắng cho con, bởi vì cái bản lĩnh của con có. Thầy chỉ lo nhất là cái việc mà lên sân khấu con có lửa hay không thôi. Thì nếu như mà con được các thầy cô chọn, hoặc là có một cái sự may mắn để vào vòng trong, thì hy vọng rằng thầy và con sẽ nhớ những cái điều đó để mình làm tốt hơn nữa con nhé. Thưa quý vị, đây chính là phần dự thi của thí sinh Trâm Anh đến từ lớp học Xì Trâm. Một lần nữa chúc mừng con, và bây giờ mời con có thể cưỡi ngựa để di và chuyển vào bên trong chờ kết quả nha. Mời con. Tình Bắc xuyên Nam, tình chung một đời ta đắp xây. Tình yêu thương là một phạm trù không có biên giới. Tình yêu thương sẽ gắn kết mọi người ở khắp mọi miền đất nước. Tình yêu thương hợp thành sức mạnh bảo tác, đưa quê hương vượt lên những cần lao vất vả, hướng về mảnh vườn hoa thắm thơm mát thương đời. Mọi người dù ở miền ngược hay miền xuôi, dù là người miền Bắc, miền Trung hay miền Nam, hãy cùng nhau hát lên khúc ca ân tình. Hãy yêu thương nhau thật nhiều, điều đó sẽ mang lại cho tất cả chúng ta một đời yên vui và hạnh phúc.
Bây giờ thì nhờ thầy giáo Quốc Đại giới thiệu cho tất cả mọi người biết về các thành viên nhí cũng như là các thành viên lớn trong cái lớp học của mình đi nha. Thật sự là kính thưa quý vị là để quản lý những cái học sinh cỡ này thì thầy Quốc Đại phải trăm tay nghìn mắt mới được. Nên thầy Quốc Đại rất là cảm ơn sự hỗ trợ của Huệ Trinh, bạn Quang và bạn Ngọc, cũng như là đặc biệt là gia đình Vũ Đoàn Phương Việt đã luôn luôn yêu thương hỗ trợ các con, dạy các con từng ly từng tí. Và tiết mục ngày hôm nay thì lớp thì không muốn giới thiệu về lớp mình, muốn tặng bài hát này đến chương trình Thử Tài Siêu Nhí mùa 2. Đây như là một ngôi trường chung để các con khắp mọi miền đất nước về đây được học hát, được học múa, được học ca, được học nói, được học về đạo đức. Và nơi đây là nơi các con sẽ được yêu thương nhất. Cảm ơn Quốc Đại và cảm ơn những người bạn đã hỗ trợ cho Quốc Đại chăm sóc đàn con trong cái lớp học này. Phải khen Đại rất là nhiều, coi như là bốn nhân tài tí hon như thế kia mà Đại đã chăm sóc rồi biến hóa các em trên sân khấu. Và mỗi vòng thi mà các con được vào là mỗi kỷ niệm đong đầy mà khán giả truyền hình khắp cả nước sẽ yêu thương các con nhiều lắm. Và chẳng những người lớn mà các em nhỏ thấy các con biểu diễn, các em sẽ nhớ đong đầy. Thì đúng, các con là tiên đồng ngọc nữ của chương trình, xinh lắm, yêu lắm. Và những khoảng thời gian kia là một thời gian đầy kỷ niệm, mà mai này khi mà con lớn lên đó, con nhìn lại con sẽ cảm thấy yêu thương chính mình và con sẽ thương thầy con nhiều lắm. Tại vì ai cũng sẽ già chứ, mai mốt các con lớn lên nè, làm ca sĩ nè, có một nhân tài của đất nước, cái lúc đó chú Quang Lê là già lắm rồi. Cái con lại con hỏi thăm, con nói là ngày đó nhớ chú Quang Lê nhận xét con không, nhớ thầy Đại dạy không. Cảm ơn chú Đại và cảm ơn các con đã yêu thương chương trình này, tuyệt vời lắm. Cảm ơn Quang Lê. Dạ, cảm ơn các thầy cô đã dành tình yêu cho tất cả các con trong lớp này. Rồi bây giờ thì tạm biệt các con nha. Các con cùng với chương trình Thử Tài Siêu Nhí mùa 2 sẽ kết thúc. Vậy là mỗi tuần con sẽ không được xuất hiện trên TV để gặp gỡ tất cả quý vị khán giả gần xa nữa. Không biết mọi người có quên con không, nhưng mãi mãi con sẽ không bao giờ quên ngôi trường thân yêu này, nơi đã cho con rất nhiều kỷ niệm. Và nơi đây con đã học tập được rất nhiều điều, được trải nghiệm qua rất nhiều vai diễn, được một cô giáo tận tình yêu thương và hết lòng dạy dỗ cho con. Và quan trọng hơn hết là sự hy sinh cực khổ của ba mẹ. Ba con là thợ hồ xây dựng và mẹ con là cô giáo chăm sóc trẻ. Mỗi sáng sớm, ba và mẹ phải rời khỏi nhà từ 6 giờ sáng và trở về khi trời đã sụp tối. Cực khổ chắc chiêu nuôi dạy anh em con khôn lớn. Nói sao cho hết công ơn của ba mẹ, con xin hứa dù rằng kết quả thế nào, đêm nay con nhất định sẽ cháy hết mình. Những vai diễn mà con nghĩ con không bao giờ thể hiện được, một Lý Đạo Thành khí khái trong câu thơ Yên Ngựa. Một anh hùng phùng hưng đã hổ mà con chỉ biết qua những trang lịch sử. Và ngài Bảo Công thanh liêm chính trực khi bước chân vào lò gạch. Và lão anh hùng Nguyễn Địa Lô là vai diễn mà con yêu thích nhất. Và những tiết mục suốt mười mấy vòng thi qua đều trang chứa từng giọt mồ hôi và nước mắt của cô giáo kính yêu. Ba mẹ ơi, cô bình tĩnh ơi, con sẽ là một trọng nhân xứng đáng với tất cả hy vọng mọi người đã gửi gắm cho con. Kỷ niệm mãi không quên, mặt trời đêm thế kỷ.
vừa vượt suối băng đèo đến báo hung tin rằng Sơn Bình đã
mỹ dầu. Thưa quý vị, đó là phần dự thi của bé Trọng Nhân. Xin mời ý kiến từ các cô chú ạ. Trời ơi em ơi, em tâm huyết quá à. Chị diễn chắc cũng gần 30 năm rồi. Chị còn chưa được có con voi lên sân khấu nữa. Mà có biết không, Bình Tinh hát hay quá, diễn tốt quá. Cảm ơn các bạn, tới đêm nay là đêm cuối. Các bạn chơi sát nút luôn, có bao nhiêu sổ hết. Cho nên một giống như Việt Hương nói, đây là một buổi tiệc cho coi, mà giống như là coi chương trình biểu diễn chứ không còn là thi thố nữa. Cô cảm thấy vô cùng là ngưỡng mộ tụi con, những tài năng nhí thật sự. Và Bình Tinh ơi, chị biết em từ ngày em còn nhỏ, xem em qua TV. Cảm ơn thử tài siêu nhí cho tôi gặp cô gái này. Một người nghệ sĩ rất là tâm huyết và em rất là tài năng. Và tôi còn được biết qua những cái ngày tháng tập luyện chung với Bình Tinh, với một cái tiết mục mà Trang được làm khách mời sẽ phát sóng ở trong cái gala của thử tài siêu nhí mùa 2 này, thì mới thấy là Bình Tinh quá tài năng. Và ngày hôm nay cô thấy con quá chín mùi Nhân ơi. Con chín mùi từ cái bộ tịch của con. Và cô thật sự chúc mừng hai cô cháu quá thành công. Coi như là mỗi tiết mục mà Bình Tinh dựng đó làm con Lê ngưỡng mộ lắm. Thật sự là Quang Lê phải học hỏi từ những cái vở tuồng mà cho Quang Lê những cái kiến thức, cũng như là dạy cho con lên lịch sử. Dạ, có cái thắc mắc nữa Bình Tinh ơi. Sao tự nhiên bữa nay mình diễn mình lại dùng bao tay, trong khi cái vai diễn này đâu cần thiết phải đeo bao tay đâu Bình Tinh. Sơn móng tay. Dạ không phải chị, hôm chứ trước em bị chặt. Sao chặt vậy? Dạ em hát bị chấn thương ở trong, khi mà em đặt cái tay xuống, dạ nó thốn, nó đau quá em chịu không nổi. Em lót cái này nó đỡ đau. Rồi giờ sao rồi, nãy em lăn được? Dạ em ra hát em không thấy đau. Giờ mới đau phải không? Dạ. Dạ, nghệ sĩ lại vậy đó quý vị. Bị cái gì bên trong đau đớn, không cần biết, bước ra sân khấu cái làm như là quên hết tất cả mọi cái, rồi vô trong mới đau lại từ đầu. Cảm ơn Bình Tinh, cảm ơn tâm huyết của em đã dành cho học trò của mình. Con đã thể hiện được cái nhân vật đêm nay. Từng cái ánh mắt con liếc mà khi mà cái tiếng nhạc gõ để con xuyến cùng với thầy con, tuyệt vời lắm Nhân ơi. Từng cái bộ tịch của con, vũ đạo của con, những cái gì hôm nay con phải chín chắn rõ ràng là con là một người nghệ sĩ đứng trên sân khấu cải lương rồi đó Nhân à. Cảm ơn con rất nhiều. Cảm ơn cô. Dạ, xin cảm ơn ý kiến của nghệ sĩ Thanh Hằng. Và bây giờ thì Trọng Nhân, con muốn nghe điểm số từ thầy cô nào? Dạ, cô Việt Hương. Xin mời cô Việt Hương. 10 điểm. 10 điểm. Ai nữa con? Cô Đoàn Trang. Cô Đoàn Trang. 10 điểm. 10 điểm. Ồ. Hai điểm số tuyệt đối từ hai vị giám khảo rồi. Còn hai người còn lại là cô Thanh Hằng với thầy Quang Lê thì mình biết cuối chương trình con nha. Một lần nữa cảm ơn Bình Tinh và Trọng Nhân. Dạ xin cảm ơn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thưa quý vị, đó là cô bé Mẫn Nhi đến từ lớp tài năng nhí, tài năng đặc biệt. Cảm ơn các bé đến với đến từ vũ đoàn ABC Kids và vũ đoàn Phương Việt. Con gái có chút xíu à, dễ thương quá. Hồi nãy chú Nghĩa thấy nha, ở cái bài đi học đó, cái chú kia kìa để con lên trên vai, tuốt trên cao luôn đó mà con vẫn hát. Con không có sợ hả? Dạ không. Con sợ không? Dạ không. Ôi gan dạ quá luôn đó mấy cô chú. Mấy cô chú thấy tiết mục của bé Mẫn Nhi của chúng ta như thế nào? Mời cô Việt Hương. Con còn nhỏ quá cho nên là chú nhờ tất cả các cô các chú á, hỗ trợ cho con. Thương nhất là cái cô diễn viên múa ha. Lúc mà con đứng không cao á, cái cô đẩy con lên. Thương hết sức. Cô đẩy con lên y như là lần đầu tiên đi học á, mẹ dắt tay từng bước á. Cô lúc đó cô thấy cái cô diễn viên đó như là viên múa như mẹ con á, dắt tay con từng bước trên sân khấu luôn. Ngờ ngác mới có 5 tuổi đầu. Ngây thơ. Chú đã dạy hát như vậy là ra hát và phối hợp hai cái bài lên. Cho nên là đẩy em lên, cái em lên em hát. Sao em những cái động tác bưng em lên nhẹ nhàng, thanh khiết, đi học y như là đúng vùng miền đó con xuống vậy đó. Nhẹ nhàng, cô rất là chịu tiết mục của con, nhìn dễ thương lắm. Thầy Quốc Đại đã giao cho con mà con đã làm tròn được hai cái bài nhạc như vậy thì còn gì nói nữa. Con rất là dễ thương mà con rất là làm tốt trong cái bài ca của mình nữa. Giỏi lắm. Ấy thương vô cùng luôn vậy đó. Mấy cô khen con nó con thích không? Thích lắm á. Dạ thích. Thích rồi thì sao nè? Con cảm ơn hai cô. Rồi cô cảm ơn con nhiều. Rồi chúc mừng con gái nha. Chạy vào trong nè. Chạy vào trong cảm ơn mấy cô chú trong vũ đoàn Phương Việt và các bạn nhỏ trong vũ đoàn ABC Kids luôn. Con về rồi đó hả? Dạ, thương nội con mới đi bán về. Nay bán được không con? Dạ, con bán cũng được con nội. À. Ủa, mà sao chén thuốc con sắc cho ông nội sáng giờ, sao ông nội không uống? Chút nữa nội uống. Thôi, con đi vô tắm rửa rồi ăn cơm đi, nội nấu cơm cho con ăn rồi. Đi đi con. Dạ. Không biết trong này là gì mà ông nội mới cho mình mở ra. Thanh, con làm gì vậy? Dạ, con đâu có làm gì đâu ông nội. Ông nội dặn biết bao nhiêu lần rồi là không được mở cái rương đó ra nghe chưa? Dạ. Nội, nội hôi nhiều lắm. Nội ráng uống chén thuốc này đi, rồi nội sẽ đỡ hơn á nội. À. Nhưng dạo này ông nội thấy trong người ông nội nó bết quá con ơi. Không biết là ông nội có... Nội, nội đừng có nói vậy mà nội. Nội ráng uống chén thuốc này đi, rồi nội sẽ khỏe à. Nội nằm xuống đây một tí đi nha nội. Nội nằm xuống đây đi, rồi con sẽ hát ru cho nội ngủ. Con cầu xin ơn trên thương tình mà cho nội con bao khỏe, sống bên con gờ để con được chăm sóc cho nội. À ơi, ơn dày khắc sâu trong lòng, từ trong tiếng à ơi con được lớn hôn nên công người nuôi con. Từ khi con trẻ hay con ấu thơ, nói đã tay cha dạy con biết bao điều hay. Thay cả mẹ hiền khi mẹ lìa xa dương
hôm nay những vết thương do kiến cắn ở gốc cây mít đã hết rồi. Thằng bé đỡ khóc nhiều hơn. Nó ăn được vài muỗng cháo. Thằng bé ngày càng dễ thương. Nó đòi tôi. Khi tôi lại giỏng nhìn nó. Mình ơi. Không. Mình ơi. Tôi không phải người vậy đâu mình ơi. Tôi. Đừng nghĩ quan cho tôi mà. Nó không phải là con ruột của tôi đâu. Các con. Các con ơi. Cha không làm như vậy đâu mà. Tội nghiệp nó lắm con ơi. Cha mẹ nó bỏ nó một lần rồi. Bây giờ làm sao mà cha bỏ nó một lần nữa. Mình ơi. Đừng bỏ tôi đi mà. Mình ơi. Các con. Ngay câu nói đầu tiên mà thằng bé gọi tôi là cha ơi, tôi không có dám nghe. Tôi bắt nó kêu là ông nội. Sự thật là đây mà bấy lâu nay nội không thú lộ. Nội đã vì con mà chôn chặt nỗi niềm. Con phải làm sao khi đã biết rõ sự tình? Thành, đưa cho ông nội. Đưa đây. Nội thương con nhiều, con đừng buồn. Đừng khóc nữa Thành ơi, mà làm cho lòng nội nát tan. Nội sẽ sống mãi muôn đời, không bao giờ nội bỏ con đâu. Nội đã vì con chịu bao hy sinh để cho con có một gia đình. Vậy kể từ nay hãy cho ông nội chứ không phải cha. Nội ơi, con biết hết rồi. Nội đừng có nói nữa. Từ nay con có gọi nội là ông nội nữa đâu, mà con sẽ gọi nội là cha. Thưa quý vị, là một câu chuyện rất cảm động mà nghệ sĩ ưu tú Hữu Quốc và học trò cưng của mình là bé Quách Vũ Thành đã mang đến cho chúng ta. Giờ con có thể con nói cho mọi người nghe đi, trong một năm vừa qua khi mà mình đăng quang quán quân của thử tài siêu nhí mùa 1 xong, thì cái việc học của con nè, rồi việc đi biểu diễn của con như thế nào? Dạ thưa chú, là việc học của con á, thì con vẫn đi học bình thường, mà năm nay thì con được lên Sài Gòn để mà con học. Và thường thường thì thứ bảy chủ nhật con mới đi hát, còn những ngày thường thì con ở nhà để mà con lo cho việc học.
À, con có đi hát cùng với ông Năm con không? Dạ có. Ông Năm Hữu Quốc, một năm vừa qua thì ông Năm vẫn bên cạnh và kèm cặp học trò của mình hay sao ạ? Tôi cảm thấy tôi hạnh phúc khi có được những cái mầm non sân khấu như thế này.